chuyển mất rồi. Đau hết cả lưng. Sao lì thế nhở? Lại gõ nhầm rồi. Ôi cái lưng. Cứ thế này thì gù lưng mất thôi. Giang ơi, Giang, làm gì mà mặt mày khó có kia? Thì tại cái bàn phím laptop đấy chứ sao? Ngon muốn cách cả tay lại còn hại mắt đau lưng nữa. Giờ này ai dùng bàn phím laptop nữa hả rời? Đổi qua bàn phím rời này đi. Chân ái đấy. Cho mọi xài thử cơ. Tự nhiên đi em. Bọn người đã tai rồi đấy. Rời, tao chọn nó lại. Nhìn cũng xịn sò nữa. Bọn em thế nhở? Nghe cũng đã tai phết đấy. Tao đã bảo rồi lại em chứ gì, đắt tí nó còn có nút điều chỉnh này. Media, âm thanh, led các kiểu. Mà nó còn bảo vệ được cả mắt với cái lưng yêu quý của mày nữa. Thẳng lên sao nào. Giờ thì sao hiểu tại sao mày mê nó rồi. Chắc tao cũng phải tập ngay một cái mới được. Năng suất làm việc cứ phải gọi là tăng vù vù. Bản tính trời đúng là chân ái mà.